Chào mọi người, 3 ngày trời rồi anh Thanh mới xuất hiện trở lại, mà cũng được đúng một tập. Trời ơi, tức tức điên người luôn. Nhưng mà khổ cái là chuyện nó hay quá, mẹ, cái cốt truyện nó quá quá tuyệt luôn, mà tác giả mấy ngày mới ra được một tập, chán đời quá. Nhưng mà thấy bây giờ đỡ đỡ là cái cao thủ chân tu là cũng cũng đỡ ghiền được xíu, tại vì nó cũng hao hao như chiến thần ở rễ, nhưng mà nó huyền huyễn hơn. Có nhiều người nó bảo là mang tính thần thoại quá, thì đúng, đồng ý. Chuyện xảy ra thời hiện đại nhưng mà nhân vật chính thì cái cảnh giới nó mang tính huyền huyễn nó nhiều hơn, cao hơn chiến thần ở rễ. Nhưng mà át vẫn thích chuyện đó. Nhưng mà đúng là tại một phần tâm lý là chiến thần ở rễ nó ra ít quá, thành ra là mình cảm thấy nó mong ngóng nhiều hơn. Chứ nói thật là nếu mà nó ra nhiều thì tính về cách chuyện hay á, cốt truyện nó xúc tích á, thì chiến thần ở rễ với cao thủ chân tu là chẳng thua kém gì nhau đâu. Cao thủ chân tu cái chuyện của nó cũng xúc tích. Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Anh Tâm, chương 2044 đến chương 2045. Cũng là chuyện chàng rể chiến thần và cô vợ xinh đẹp. Tên nhân vật chính đổi là Dương Chấn. Nhưng những chương này là các bạn là coi đầu tiên đó. Hai cái chuyện đổi tên kia là nó còn cách xa cái những chương này là cả ngàn chương lận. Điều mà hắn cũng không biết là cường giả tạo ra động tĩnh lớn như thế cũng không phải là do cường giả gia tộc cổ võ Cửu Châu gây ra, mà là một cường giả thế tục vốn không lọt vào trong mắt bọn hắn. Lúc này, tại đỉnh Vân Phong, trên không trung mây đen dày đặc, sấm sét ầm ầm vang dội, giống như là luyện ngục trên trần gian. Toàn bộ võ giả Yến Đô đều sôi trào lên, tất cả mọi người vô cùng chấn động, nhìn về phía phương hướng đỉnh Vân Phong. Đến cùng đã phát sinh ra chuyện gì thế? Đây là có người muốn độ kiếp hay sao? Độ kiếp? Người đây là đang nằm mơ hay sao thế? Thế gian này nơi nào có cường giả độ kiếp chứ? Người thật đúng là cô văn lậu quả. Tại bên trong gia tộc cổ võ đã từng có cường giả trải qua độ kiếp. Nghe nói thực lực sau khi đạt tới cửu phẩm thiên cảnh, thực lực lại muốn tinh tiến, liền nhất định phải độ kiếp. Vô số người đều trở nên khiếp sợ khi nghĩ đến điều này. Rất nhiều người cũng đang hiếu kỳ, đến cùng là không biết ai đang tu luyện mà lại gây nên cảnh tượng kinh thiên động địa, kinh khủng như thế. Cái hướng đó tựa như là đỉnh Vân Phong. Chẳng lẽ là nói là do Yến Đô Chi Vương Dương Thanh đang đột phá hay sao? Không thể nào. Ta nghe nói thực lực của ngài ấy là ở siêu phàm ngũ cảnh. Một cường giả siêu phàm ngũ cảnh coi như có đột phá cũng chẳng qua là bước vào cảnh giới siêu phàm lục cảnh. Làm thế nào có khả năng gây nên dị tượng kinh khủng như vậy chứ? Chẳng lẽ nói là Dương Thanh đã mời những cường giả đỉnh cao từ gia tộc cổ võ đến đây để giúp ngài ấy ứng phó với đám cường giả đảo quốc kia hay sao? Cũng có loại khả năng này. Căn bản không có người nào tin tưởng động tĩnh này là do Dương Thanh gây ra. Bọn họ thà rằng tin tưởng là Dương Thanh đã mời những cường giả đỉnh cao từ gia tộc cổ võ đến giúp đỡ. Lúc này ngay tại bên trong đỉnh Vân Phong, biểu lộ trên khuôn mặt của Dương Thanh đều là vặn vẹo. Thân thể của anh đang phải tiếp nhận một cơn đau đớn khó có thể chịu đựng nổi. Một luồng năng lượng kinh khủng từ bên trong cơ thể anh bùng phát, giống như là muốn đem gân cốt toàn thân của anh đều muốn nổ tung. Chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển, cố gắng luyện hóa luồng năng lượng đáng sợ trong cơ thể. Nhưng là năng lượng huyết nộ ẩn chứa bên trong viên đan dược kia quá mức khủng bố. Cho dù anh đã phi thường cố gắng luyện hóa, thế nhưng là tốc độ luyện hóa của anh vẫn như cũ, không có cách nào theo kịp tốc độ của năng lượng khủng bố này. Mà huyết nộ đan ở trong cơ thể anh đang càng lúc càng bành trướng ra. Huyết mạch cuồng hóa cũng đã được anh sớm bắt đầu kích hoạt. Hai mắt của anh đỏ tươi một màu máu, trông như một dã thú từ thời hồng hoang, vô cùng dữ tợn.
Từ sâu bên trong cổ họng của anh chợt bộc phát ra một tiếng gầm gào thê lương, giống như là muốn đem đau đớn bên trong cơ thể bạo phát ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, năng lượng của viên huyết nổ đan vẫn bộc phát, còn ở trong cơ thể anh điên cuồng tàn phá bừa bãi. Dương Thành chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Tầng thứ này nếu anh muốn duy trì vượt qua cũng nhất định phải cố gắng chịu đựng. Anh hôm nay chỉ có cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng là sáng sớm ngày mai anh liền phải cùng cường giả siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, thậm chí có thể là cường giả siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ giao chiến. Trừ phi cảnh giới võ đạo của anh nhanh chóng tiến vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, có lẽ còn có khả năng đánh bại đối phương. Bằng không mà nói, anh chỉ có một con đường chết. Ta còn chưa có đi tìm Tiểu Tâm và Tiếu Tiếu. Có bạn nói là Tiêu Tiêu. Trước đây là tên con của Dương Thanh là Tiêu Tiêu. Nhưng mà át dịch á, bây giờ át bắt đầu dịch á, thì trước đây thì không phải dịch, đọc theo bản có sẵn, nhưng bây giờ thì phải dịch. Thì cái Tiếu Tiếu á, là bản dịch trung chuyển tiếng tiếng Hoa, nó dịch ra là cười, cười cười. Thì cười cười thì Tiếu Tiếu thì nó đúng hơn. Chứ còn Tiêu Tiêu thì không phải là cười. Tên con của Dương Thanh với lại Tần Thanh Tâm á, là cười cười. Nếu mà dịch từ bản tiếng Hoa ra tiếng Việt là cười cười, thì người ta đưa ra thành Tiếu Tiếu thì nó đúng hơn. Thành ra là át mê đọc là Tiếu Tiếu. Có nhiều bạn bảo sao bây giờ Tiêu Tiêu thành Tiếu Tiếu, nó là như vậy. Át dịch từ bản kia ra thì nó là cười cười, thành ra ra Tiếu Tiếu thì đúng hơn. Ta còn chưa có đi tìm Tiểu Tâm cùng Tiếu Tiếu. Ta còn chưa có đem Tiểu Y từ Thánh Cung cứu ra. Ta còn chưa có giúp Mã Siêu đi tìm gia tộc Bách Lý báo thù huyết hận. Ta làm sao có thể chết được chứ? Ta không thể chết. Ta nhất định phải chịu đựng được, nhất định phải đột phá đến cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Ta nhất định sẽ thành công. Dương Thanh điên cuồng rống lên một tiếng. Chiến Thần Quyết điên cuồng vận chuyển. Khí tức võ đạo trên người anh trực tiếp tăng vọt, giống như là muốn đem thân thể của anh đánh cho vỡ nát. Anh có thể cảm giác được năng lượng bùng nổ của viên huyết nổ đan đang bộc phát, đang không ngừng càn quét cơ bắp và xương cốt của anh. Chỉ bằng cách làm cho cơ và xương của anh càng thêm cường đại, anh mới có thể chống chọi lại lực lượng siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Trên một chiếc xe thương mại đang càng lúc càng rời xa Yến Đô, tất cả mọi người trên mặt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Có tin tức rồi. Bỗng nhiên Hoài Lam phát ra một tiếng kinh hô. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong xe ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nàng. Nàng vừa cầm di động vừa hưng phấn nói: Hướng đỉnh Vân Phong vừa phát sinh thiên địa dị tượng rất mạnh, có người hoài nghi đây là có hạng người thiên phú võ đạo quá mức phi thường đang đột phá. Đây nhất định là Dương đại ca, anh ấy khẳng định là đang đột phá. Anh ấy hiện tại là ở cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, liền đã có thể bộc phát ra sức chiến đấu có thể so sánh với cường giả có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Nếu như thực lực anh ấy đột phá đến cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, thì sức chiến đấu của anh ấy khẳng định sẽ còn tăng vọt. Đến lúc đó, liền xem như cường giả siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của anh ấy. Tống Thị hai huynh đệ cũng đều là một mặt kích động. Tống Tả hưng phấn nói: Thật không nghĩ tới thiên phú võ đạo của Dương tiên sinh vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Ta còn nhớ rất rõ, một năm trước ngài ấy còn không có thể đối phó được với cường giả siêu phàm thất cảnh. Vừa mới qua đi thời gian một năm ngắn ngủi, ngài ấy đã cường đại đến loại tình trạng này. Nếu là lại cùng cường giả siêu phàm thất cảnh giao đấu, ngài ấy có thể miễu sát hắn trong nháy mắt. Tống Hữu gật đầu nói ra: Dương tiên sinh, thời điểm mới chỉ có cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, liền đã có thể cùng cường giả siêu phàm cửu cảnh trung kỳ giao chiến. Nếu là cảnh giới võ đạo của ngài ấy đột phá đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, cường giả thiên cảnh không ra mặt, ngài ấy sẽ là bất khả chiến bại. Mã Siêu cũng là một mặt kích động, song quyền chăm chú siết chặt, hưng phấn nói:
ta về sau nhất định phải càng thêm cố gắng, nếu không sự chênh lệch giữa ta cùng Thanh Ca liền càng lúc càng lớn hơn. Cùng những người khác không giống chính là bọn họ căn bản sẽ không bao giờ nghi ngờ Cường Giả đang đột phá trên đỉnh Vân Phong chính là Dương Thanh. Chỉ có Phùng Tiểu Uyển một mặt lo âu nói ra: Dương đại ca, hắn là đã phục dụng huyết nộ đan, mà yêu cầu thực lực tối thiểu để phục dụng huyết nộ đan là siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Dương đại ca lấy cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong liền phục dụng huyết nộ đan, hiển nhiên là anh ấy đang liều mạng dốc sức một trận. Nếu như anh ấy có thể đột phá là tốt nhất, còn nếu như không thể, nếu cưỡng ép phục dụng huyết nộ đan như vậy, sợ là sẽ khiến cho thân thể của anh ấy tạo thành tổn thương cực lớn. Nàng là người hiểu rõ nhất đối với đan dược, lời nói của nàng chẳng khác nào một chậu nước lạnh dội lên trên đầu của mọi người. Hoài Lam, cô để ý kỹ tình hình bê phía trên đỉnh Vân Phong, một khi có bất kỳ điều gì không thích hợp lập tức nói ngay với tôi. Mã Siêu bỗng nhiên nhìn về phía Hoài Lam, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Năng lực tình báo của Hoài Lam rất mạnh, cho dù đã rời khỏi Yến Đô nhưng mọi chuyện ở Yến Đô nàng đều rõ như lòng bàn tay. Sau khi nghe Mã Siêu nói xong, Hoài Lam gật đầu: Yên tâm đi, tôi thời thời khắc khắc sẽ chú ý đến tình huống tại đỉnh Vân Phong. Mặt khác, mọi người cũng yên tâm, một khi Dương đại ca đã phục dụng huyết nộ đan liền nhất định có sự nắm chắc có thể đột phá. Chúng ta phải tin tưởng vào anh ấy. Hiện tại ngoại trừ tin tưởng còn có thể làm thế nào nữa đâu chứ? Đám người vừa mới kích động thì sự hưng phấn trong lòng lại đã bị dập tắt. Bây giờ lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ở trong lòng Dương Thành có thể sống sót vượt qua cửa ải lần này. Yến Đô, trên đỉnh Vân Phong, Dương Thanh vẫn còn đang chịu đựng năng lượng khủng bố mà viên huyết nộ đan đang bộc phát ra. Hiện tại cũng không cảm thấy khá hơn một chút nào. Sự đau đớn mà anh đang gánh chịu ngược lại càng lúc càng thêm mãnh liệt. Anh đang có loại cảm giác muốn cùng một cường giả đỉnh cao chiến đấu, muốn sử dụng hết năng lượng dư thừa bên trong cơ thể. Đúng lúc này, một luồng uy áp võ đạo kinh người bỗng nhiên giáng lâm tại đỉnh Vân Phong. Ngay sau đó, một thân ảnh trung niên như là quỷ mị xuất hiện tại bên trong căn phòng của Dương Thanh. Thời điểm hắn nhìn về phía Dương Thanh, đối phương một mặt phức tạp. Trong mắt đối phương tràn đầy sự bình tĩnh, dường như đang tự nói chuyện với chính mình, cũng đồng thời như nói với Dương Thanh. Thực sự không nghĩ tới, ở thế tục vậy mà thực sự tồn tại một người có võ đạo yêu nghiệt như vậy. Đáng tiếc, thực đúng là đáng tiếc à. Hết. Bây giờ ác thu cao thủ chân tu luôn. Mới ra được có vài chương à, 5-7 chương gì đó. Thôi kệ, cứ lên cho mọi người nghe, rồi chiều tính tiếp. Xong đó, sau đó bắt đầu là tiếp tới thằng Phú Đại Gia nữa. Rồi tối mà rảnh rảnh thì quất thêm một tập Hợp Đồng Ở Rễ, nếu rảnh. Chứ không đuối, một mình ôm 4 chuyện tham quá.